Nga đang đi đến những bước chuẩn bị cuối cùng cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2018. Theo đó, có 8 ứng cử viên tranh cử tổng thống Nga nhiệm kỳ tới, bao gồm 1 ứng cử viên độc lập và 7 ứng cử viên từ các đảng phái chính trị. Ứng cử viên độc lập duy nhất là đương kim tổng thống Vladimir Putin. 7 ứng cử viên từ các đảng phái chính trị, bao gồm lãnh đạo Đảng Dân Chủ Tự Do Nga Vladimir Zhirinovsky, ứng cử viên của Đảng Cộng sản Liên bang Nga Pavel Grudinin, ông Grigory Yavlinsky thuộc Đảng Quả Táo, ông Boris Titov thuộc Đảng Tăng Trưởng, ông Sergei Baburin thuộc Liên minh Toàn dân Nga, bà Ksenia Sobchak thuộc Đảng Sáng kiến Công dân và ông Maxim Surykin thuộc Đảng Những người Cộng sản Nga. Ứng cử viên sáng giá nhất hiện nay trong cuộc đua vào Điện Kremlin vẫn là đương kim Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo số liệu mới nhất của cơ quan thăm dò công luận Nga VSIOM, ông Putin nhận được khoảng 69% số cử tri ủng hộ để nhà lãnh đạo Nga tiếp tục nắm quyền điều hành đất nước đến năm 2024. Nếu giành chiến thắng, tôi sẽ mang lại tương lai tươi sáng cho đất nước. Chúng tôi có những mục tiêu rõ ràng và ưu việt. Chúng tôi muốn làm cho đất nước Nga tươi sáng hơn, hướng về tương lai, vì tổ tiên của chúng ta đã từng sống tại đây, con cháu của chúng ta đang sống ở đây, và cháu chắt chúng ta sẽ sống ở đây. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để khiến tất cả mọi người đều hạnh phúc. Chúng tôi sẽ làm điều đó, chứ không phải ai khác. Đó là lời khẳng định của Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin đối với cử tri Nga ngay trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra, cộng thêm với thông điệp liên bang của ông Putin hôm 1 tháng 3 với những tín hiệu tích cực đáng chờ đợi về tất cả các mặt kinh tế, xã hội và quân sự, hứa hẹn sẽ thay đổi nước Nga một cách toàn diện. Cử tri Nga càng có cơ sở để củng cố niềm tin vào vị Tổng thống đương nhiệm của họ. Tính đến nay, ông Putin đã có 14 năm giữ chức vụ Tổng thống Nga, xen giữa là nhiệm kỳ 4 năm làm Thủ tướng. Không thể phủ nhận, trong các nhiệm kỳ của mình, ông Putin đã đưa nước Nga từ cảnh con nợ quốc tế, lấy lại vị thế cường quốc một cách ngoạn mục. Tiếp nhận quyền lãnh đạo nước Nga khi nền kinh tế của quốc gia này đang trải qua quá trình cải cách, đồng nội tệ mất giá, Tổng thống Putin đã dành nhiệm kỳ đầu tiên để cải cách kinh tế, giải quyết hàng loạt các vấn đề liên quan tới chính sách thuế, ngân hàng và lương hưu. Trong 4 năm giữ chức vụ Thủ tướng, ông Putin lại tiếp tục chèo lái nước Nga vượt qua hậu quả tồi tệ của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008. Năm 2012, ông Putin trở lại nắm quyền nhiệm kỳ thứ 3, được đánh dấu bằng những cải cách kinh tế và đường lối đối ngoại cứng rắn. Giới quan sát cho rằng, người dân Nga tìm kiếm một nhà lãnh đạo tương lai đủ uy tín, tầm nhìn để đưa đất nước tiếp tục phát triển. Chính vì thế, kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm nay có khả năng sẽ không có nhiều bất ngờ với chiến thắng được dự báo trước của đương kim Tổng thống Vladimir Putin. Thưa đại tá Lê Thiên Mẫu, cái cơ chế bầu cử của nước Nga thì được tiến hành như thế nào ạ? Trước khi xin nói cơ chế bầu cử của nước Nga thì nó là cơ chế phổ thông đầu phiếu, tức là toàn dân bầu trực tiếp vào tổng thống Nga. Thế thì ai có quyền đi bầu cử thì công dân Nga 18 tuổi trở lên, không có bị vi phạm tiền án tiền sự, được tòa án là xác nhận nó cũng đủ quyền công dân thì có quyền đi bầu cử. Và cuộc bầu cử tổ chức thành 2 vòng. Vòng thứ nhất tức là sẽ bầu ra những ai mà giành được trên 50% số phiếu thì được là quyền là có thể là trúng cử. Nếu như có rất nhiều người mà giành được trên 50% số phiếu thì sẽ chọn người có phiếu cao nhất. Còn nếu như trong vòng 1 mà không bầu được người trúng cử thì sẽ chọn hai người mà có phiếu cao nhất nhưng mà không đạt quá 50% để bầu vòng 2. Mà trong vòng 2 thì không cần phải là ứng cử viên phải đạt được 50% số phiếu mà có thể là chỉ chọn ra một trong hai người là người mà có cao phiếu nhất để bầu của tổng thống. Tổng thống Nga ở Nga thì người ta bầu tổng thống và không bầu phó tổng thống, mà tổng thống có quyền chỉ định thủ tướng đóng vai trò là phó tổng thống. Thì có thể nói rằng cơ chế bầu cử của nước Nga là hết sức dân chủ. Thế còn ứng cử viên thì như thế nào? Ứng cử viên thì nó có các đảng phái chính trị, hiện nay ở Nga khoảng 60 đảng phái chính trị có quyền là đề cử ứng cử viên. Ứng cử viên cũng có thể là công dân Nga mà có thể tự ứng cử ra là ứng viên độc lập. Thế thì ứng cử viên mà sau khi được đề cử thì cần phải có làm số việc để có thể lọt vào danh sách bầu cử. Cái thứ nhất là nếu ứng cử viên mà do một đảng chính trị được đề xuất ấy, thì phải thu thập chữ ký ủng hộ
là chữ ký ủng hộ của các cử tri. Của cử tri là phải khoảng 100.000 chữ ký, tối thiểu 100.000 chữ ký. Một ứng cử viên độc lập, tức là tự ứng cử thì phải thu thập được ít nhất là 300.000 chữ ký ủng hộ thì mới có thể được đăng ký vào danh sách ứng cử viên. Còn ứng cử viên nào do một cái đảng chính trị đề cử mà đảng đó lại có chân trong Quốc hội Nga thì không cần phải thu thập chữ ký. Thế như vậy là sau khi mà đã thu thập chữ ký và đạt được tiêu chuẩn ứng cử viên thôi thì bắt đầu đăng ký và để Ủy ban Trung ương bầu cử là người ta xác nhận cái danh sách đó để tiến hành bầu cử. Và sau khi được xác nhận rồi thì các ứng viên bắt đầu là tiến hành chiến dịch tranh cử. Thưa tiến sĩ Đinh Công Tuấn, qua cái theo dõi trong cái tổng hợp vừa rồi của chúng tôi thì ông nhận định như thế nào về cái cương lĩnh tranh cử của các ứng cử viên Tổng thống Nga năm nay? Như chúng ta đã biết là năm nay cái cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 18 tháng 3 năm 2018 thì có 8 ứng cử viên. Thế thì trong số 8 cái ứng cử viên ấy thì cái người mà toàn thế giới đều thấy rõ rằng là ông Putin tiếp tục ứng cử. Ông không đưa ra cái cương lĩnh đường lối, ông cũng không tranh luận trên truyền hình. Nhưng qua 17 năm lãnh đạo đất nước thì cái đường lối của ông ấy nó đã thể hiện bằng cái thực tiễn mà nhân dân Nga và nhân dân thế giới đã biết. Trong cái thông điệp liên bang đọc ngày 1 tháng 3 năm 2018 vừa qua thì ông đã nói rõ cái quan điểm của ông ấy là xây dựng nước Nga phát triển. Cái nhân vật số 2 mà người ta rất chú ý đó là đại diện cho Đảng Cộng sản Liên bang Nga, tức là Pavel Grudinin, năm nay 58 tuổi. Và cái đường lối ông đề ra tức là tăng mạnh chi tiêu cho xã hội, đồng thời như thế là đánh thuế cao vào người giàu và chỉ trích cái giới tinh hoa, đặc biệt là những cái nhóm lợi ích trong nhà nước, trong chính quyền của Nga. Đấy. Cho nên cái tỷ lệ phiếu của ông là thường là cao thứ hai. Người ta theo các cái dự báo ấy, là ông ấy đạt từ khoảng từ độ 7 cho đến 10%. Cái ông nhân vật nữa cũng rất quan trọng mà trong các cuộc bầu cử Nga ấy, thì đều chiếm cái số phiếu thứ hai, thứ ba. Đó là ông Zhirinovsky, đấy, năm nay 72 tuổi, đại diện cho Đảng Dân Chủ Tự Do. Thế quan điểm của ông ấy là đi theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Đấy. Ông ấy đưa ra những cái phát ngôn bài ngoại chống phương Tây. Đấy. Rồi là những cái phát ngôn của ông ấy thường là gây tranh cãi, đặc biệt là bởi vì cái cực đoan cho dân tộc. Đấy. Ví dụ như là ông ấy đề xuất là mở rộng biên giới Nga, bao gồm cả vùng Alaska và kể cả Phần Lan. Trong cái đối nội thì là ông đề cao cái chống tham nhũng. Đây cũng là một nhân vật theo tôi nhận định là đi theo chủ nghĩa dân túy, tức là đề cao cái dân tộc của Nga và lấy lòng lá phiếu của người dân. Cho nên cái số phiếu của ông ấy cũng rất cao, đứng thứ ba, khoảng độ từ 5 cho đến 7% và thậm chí là 10%. Đấy. Một nhân vật nữa mà tôi cũng muốn nói đó là bà Xenia Sobchak, 37 tuổi, rất xinh đẹp. Đấy. Là gì? Là ngôi sao truyền hình thực tế. Bản thân bà ấy lại là con gái của cựu thị trưởng Saint Petersburg, ông Sobchak, mà đây là thủ trưởng cũ của ông Putin trong những cái giai đoạn 80, những năm 80 và 90 của thế kỷ thứ 20. Thế cái đường lối của bà này là bà ấy đại diện cho Đảng Sáng Kiến Dân Sự. Đấy, tức là gì? Bà ấy chỉ trích cái hệ thống của Nga hiện nay. Thế rồi là thúc đẩy cái chương trình tự do và thực hiện là thân với phương Tây và ủng hộ cho cộng đồng những cái người đồng tính ở Nga. Thế rồi là mà thậm chí bà ấy còn cho rằng Crimea đấy, là thuộc về Ukraine. Và có một lần bà ấy phát biểu trong cái cuộc phỏng vấn của CNN đấy, thì bà ấy cho rằng là việc Nga can thiệp vào Mỹ đấy, là có. Và đây chính là cái quan điểm đã đi ngược lại với cái quan điểm của nhà nước Nga đấy, về cái cáo buộc này. Đấy, đây cũng là nhân vật cũng có khả năng chiếm khoảng độ từ 2 đến 3%. Còn ngoài ra còn rất nhiều các nhân vật khác, 4 nhân vật khác, ví dụ như là ông Surakin là đại diện cho Đảng Cộng sản Nga. Thế rồi ông Baburin là ứng viên của Liên minh Toàn dân Nga. Rồi ông Yablisky đại diện cho Đảng Quả Táo, từ Đảng Yabloker. Đấy. Rồi ông Boris Titov đại diện cho Đảng Tăng Tưởng. Những cái đảng này cũng có cái đường lối rất rõ ràng của mình. Thế nhưng mà tức là cái số phiếu đạt người ta dư luận là không cao, khoảng nghĩa là dưới 1% hoặc là cùng lắm là 2%. Đấy là những cái đường lối tranh cử.
Thế nói tóm lại, cái đường lối tranh cử của các đảng ấy có một cái điểm chung, đó là gì? Đều là vì mục tiêu phát triển và xây dựng nước Nga hùng mạnh. Và như tiến sĩ Đinh Công Tuấn cũng vừa đề cập đến thì đương kim Tổng thống Nga Vladimir Putin thì đã không đưa ra cái cương lĩnh tranh cử cũng như là không tham gia tranh luận trực tiếp trên truyền hình. Vậy thì theo Đại tá Lê Thế Mẫu, vì sao lại như vậy ạ? Trước hết, cái câu hỏi của chị thì cũng được rất nhiều nhà báo đưa ra với Tổng thống Nga Putin là vì sao ông lại không tham gia tranh luận trực tiếp trên truyền hình với cái người viên khác. Thì ông Putin còn nói rằng là ông rất tôn trọng các ý kiến đối lập. Thế nhưng mà trong tranh luận là phải mang tính xây dựng. Và chương trình chứ không thể ông theo ông suy nghĩ và ông cảm nhận thấy, tức là các ứng cử viên trong cái tranh luận truyền hình là chỉ thích nhau là chính, người ta là bày lông tìm vết thế này thế kia, chứ không đưa ra được những giải pháp chính trị hay là kinh tế để đưa được Nga tiếp tục phát triển ổn định và vươn lên sau khi Liên Xô tan rã. Thế thì vào số tiến sĩ Đinh Công Tuấn còn nói rằng là các ứng cử viên ấy thì đều nhằm mục đích là phát triển nước Nga, theo tôi hoàn toàn phải như vậy. Thí dụ như vấn đề ông bà Sobchak chẳng hạn là phản đối cái việc Nga sáp nhập Crimea, hay là cho rằng là Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ là hoàn toàn cũng phải là xây dựng. Chứ đâu cho rằng là trong một cuộc tranh luận truyền hình như vậy với những tuyên mà không có một cái định hướng chung để phát triển nước Nga và không đưa ra được những cái cương lĩnh hoàn toàn mang tính xây dựng mà chỉ là chỉ trích lẫn nhau, thì trong cuộc tranh luận như vậy là nó không có tác dụng. Không có tác dụng để làm rõ những chính sách để đưa nước Nga phát triển tiếp tục, cho nên ông không tham gia tranh luận. Thưa tiến sĩ Đinh Công Tuấn, nhận định về cuộc bầu cử tổng thống Nga năm nay thì chủ tịch Đảng Cộng sản Nga đã cho rằng đây là một cuộc bầu cử có nghĩa lịch sử đối với nước Nga. Ông bình luận như thế nào về điều này? Cái lời nói của ông Zhuganov là hoàn toàn chính xác. Bởi vì nếu như tổng thống Putin tiếp tục thắng cử thì sẽ tiếp tục đưa nước Nga phát triển theo cái con đường mà 17 năm đã qua, và đặc biệt đến một cái giai đoạn hiện nay là giai đoạn chuyển đổi về chất. Nước Nga đã hoàn toàn là có tiếng nói rất là quan trọng trên trường quốc tế. Đấy, thế giới bây giờ không phải là thế giới một cực do Mỹ lãnh đạo nữa. Bây giờ là thế giới đa cực và nước Nga có một cái vai trò rất là lớn trên trường quốc tế. Và thứ hai, tức là tiếp tục cái đường lối mà ông Putin đã làm 17 năm qua. Đó là gì? Cải cách mạnh mẽ kinh tế, xã hội, của đưa lại cái đời sống tươi đẹp cho nhân dân Nga. Đấy, và xây dựng nước Nga hùng cường không những cả về kinh tế mà cả các mặt khác, về an ninh quốc phòng cũng như về mặt khoa học, kỹ thuật, vân vân. Quả thật là cuộc bầu cử lần này thì theo tôi là nó kịch tính và mang tính ý nghĩa lịch sử hơn so với tất cả cuộc bầu cử mà ông Putin đã tham gia trước đây. Bởi vì nó đứng trước một cái sự lựa chọn mang tính lịch sử, mà chính trong thông điệp liên bang vừa rồi ông Putin cũng đã từng nói nước Nga trước một cơ hội, một thách thức lịch sử, phát triển tiếp tục ổn định như hiện nay hay là đi theo một con đường khác. Đây là sự lựa chọn con đường phát triển của nước Nga, chứ không đơn giản là sự lựa chọn tổng thống A hay tổng thống B. Vâng, xin được cảm ơn Đại tá Lê Thế Mẫu và tiến sĩ Đinh Công Tuấn. Và trước khi tiếp tục trao đổi với hai vị khách mời thì kính mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi tổng hợp sau về ý kiến của người dân Nga trong cuộc bầu cử tổng thống Nga năm nay. Theo kết quả thăm dò mới nhất, 69% cử tri cho biết họ sẽ vẫn tiếp tục đặt niềm tin vào ông Putin cho nhiệm kỳ tổng thống thứ tư, vì họ cho rằng sự ổn định của nước Nga vẫn là điều quan trọng nhất và ông Putin đủ khả năng tiếp tục chèo lái con thuyền nước Nga. Tuy vậy, một số cử tri trẻ lại trông chờ vào một sự thay đổi ở vị trí người lãnh đạo. Tôi sẽ bỏ phiếu cho ông Putin vì tôi tin vào những chương trình hành động của ông. Tôi rất tôn trọng và biết ơn ông ấy. Tôi sẽ bỏ phiếu cho Tổng thống Putin. Tôi rất hạnh phúc vì được thấy ông ấy. Tôi chúc ông ấy thành công và chiến thắng. Tôi nghĩ ông Putin đã làm tốt nhiệm vụ của mình và giờ là lúc nước Nga cần có một làn gió mới, một sự thay đổi. Vladimir Putin là tổng thống của chúng tôi. Chúng tôi tự hào về ông ấy. Chúng tôi chúc ông ấy thắng lợi trong cuộc bầu cử này. Cả gia đình tôi sẽ bỏ phiếu cho ông ấy. Tôi mong chờ vào một sự thay đổi ở vị trí người lãnh đạo nước Nga trong nhiệm kỳ tổng thống tiếp theo. Ông Putin đã chèo lái nước Nga trong suốt 18 năm qua. Chúng tôi cảm ơn ông ấy, nhưng nước Nga cần một sự thay đổi. Những con số tăng trưởng kinh tế trong suốt 18 năm qua đã nói lên tất cả. Người dân Nga hiện tại đều có thể nắm bắt cơ hội và phát huy tối đa bản thân, bất kể ở thành thị, nông thôn hay khu vực nào đó xa xôi. Tất cả là nhờ vào tài lãnh đạo của Tổng thống Putin. Tôi sẽ bỏ phiếu cho ông ấy.
Thưa đại tá Lê Thế Mẫu, theo dự đoán của quốc tế cũng như là của người dân Nga thì đương kim Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ giành chiến thắng ngay tại vòng 1 của cuộc bầu cử này. Ông nhận định thế nào về điều này? Tôi cho rằng là cái dự báo mà ông Putin sẽ thắng cử ngay trong vòng đầu tiên ấy, với tỷ lệ rất cao là hoàn toàn có cơ sở và khách quan, chứ không phải có một ý kiến thiên vị nào cả. Thế thì ông Putin tiếp quản di sản từ sự tan rã của Liên Xô, mà lại trong một cuộc khủng hoảng toàn diện về chính trị, về kinh tế, về xã hội, về văn hóa, về giáo dục. Mà ông Putin sau gần 18 năm cầm quyền đã vực dậy nước Nga thành một cường quốc có tiếng nói và ảnh hưởng trên thế giới, thì đấy là một kỳ tích. Còn đối với cái vai trò nước Nga trên thế giới cũng như vậy thôi. Và trước đây nếu như sau khi Liên Xô tan rã thì người dân Nga không dám nói mình là tôi là người Nga, Я русский. Khi mà rất nhiều người Nga, các chuyên gia Nga đi tham dự các cái hội thảo quốc tế, người ta cảm thấy rất e dè. Còn hiện nay hoàn toàn khác. Tôi đi dự rất nhiều các cái hội thảo quốc tế thì tôi thấy rằng người Nga bây giờ người ta có thể ngừng cao đầu ra rằng là Я русский, tôi là người Nga, tức là niềm tự hào dân tộc. Đấy là cái thành tựu lớn nhất mà về chính trị cũng như về kinh tế và xã hội của ông Putin đối với nước Nga. Mà cái hai video clip vừa rồi mà chúng ta vừa xem á, thì nó đã thể hiện rất rõ điều đó. Cho nên cái việc mà ông Putin thắng cử là một cái điều gần như là chắc chắn. Cũng chính vì vậy cho nên nhiều người là cho rằng là cái cuộc bầu cử lần này không cần quan tâm lắm. Nhưng thực ra không phải như vậy. Cuộc bầu cử lần này là một cuộc bầu cử mang tính lịch sử cực kỳ phức tạp dưới sự trùng hợp quyết liệt của cả người phương Tây. Mà cái vụ scandal ngoại giao giữa Anh và Nga trong ngày vừa qua đã chứng tỏ được đó. Vâng ạ, cảm ơn đại tá Lê Thế Mẫu. Và theo tiến sĩ Đinh Công Tuấn thì sau cái cuộc bầu cử này, theo ông thì cái chiến lược phát triển của nước Nga nó sẽ có những cái sự thay đổi như thế nào? Nếu như Tổng thống Vladimir Putin tiếp tục thắng cử đợt này ấy, thì ông vẫn, thứ nhất là vẫn tiếp theo cái con đường 17 năm ông đã qua, nhưng mà nó sẽ nâng lên ở một cái tầm khác. Về mặt kinh tế, thứ nhất phải đẩy mạnh cái tốc độ tăng trưởng. Ông nói rằng là nước Nga sẽ là một trong 5 cái nước mà có nền kinh tế phát triển nhất thế giới. Cái tốc độ tăng trưởng ấy phải cao hơn tốc độ tăng trưởng của thế giới. Đấy. Và riêng cái năng suất lao động ấy phải đạt mỗi năm phải trên 5%. Và đưa cái GDP của nước Nga ấy trong những năm tới phải cao gấp 1,5 lần. Thứ hai về xuất khẩu hàng hóa, lấy cái xuất khẩu làm động lực cho phát triển. Đấy, đặc biệt là xuất khẩu trong 6 năm tới thì ông ấy đưa ra là phải tăng gấp 2 lần cái khối lượng hàng hóa phi nguyên liệu. Có nghĩa rằng là cái khối lượng hàng hóa không phải là những cái khai thác tài nguyên mà là bằng sản xuất, đấy, bằng tiến bộ khoa học kỹ thuật vân vân. Thế về đầu tư, mỗi năm phải tăng trưởng về đầu tư từ 25 cho đến 27% GDP. Đồng thời riêng một cái điểm rất mới, tức là ông Putin đã kêu gọi phải đẩy mạnh các cái phát triển các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ, và đây chính là động lực cho cái tăng trưởng kinh tế. Về mặt khoa học ấy, thì là ông ấy đề ra cái gì, áp dụng cái cách mạng 4.0, đặc biệt về công nghệ thông tin là rất phát triển, internet bậc cao kết nối với 7 cái vệ tinh mà hiện nay Nga đang có, đấy, vân vân. Đấy, những cái điểm như thế vào ứng dụng cái khoa học kỹ thuật cho phát triển. Thế như thế là cái đường lối về mặt kinh tế của ông ấy là gì, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo cái hướng mà thế giới đã đi, nhưng mà phát huy cao nhất cái vai trò động lực phát triển của nước Nga, đó là gì, đó là khoa học kỹ thuật, để lấy đó để đưa vào phát triển. Còn đối với thế giới thì sao ạ? Theo ông, cái chính sách đối ngoại của nước Nga sẽ có những cái điểm mới như thế nào? Cái chính sách đối ngoại của Nga bây giờ nó sẽ thay đổi. Đó là gì? Chuyển từ cái chính sách đối ngoại hòa hoãn với phương Tây, chuyển sang cái chính sách đối ngoại tức là độc lập tự chủ, và thể hiện cái vai trò là người, nghĩa là trong các cái nước thường trực Hội đồng Bảo an quyết định những cái vận mệnh của thế giới, giải quyết những điểm nóng của thế giới. Từ cái cách đặt vấn đề như vậy, cho nên trong cái đường lối của Nga ấy, là Nga vẫn ưu tiên, thứ nhất tức là đẩy mạnh cái phát triển cái khu vực hậu Xô Viết, đó là cái không gian của các cái nước, của các quốc gia độc lập SNG. Cái điểm thứ hai tức là Nga là một nước ở châu Âu, cho nên Nga vẫn tiếp tục, nghĩa là đề ra cái đường lối là thân thiện và hợp tác với các nước trong Liên minh châu Âu. Đấy. Điểm thứ ba nữa là Nga đẩy mạnh hợp tác với các bạn bè và đồng minh trên thế giới, đặc biệt là các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đấy.
đẩy mạnh các cái cơ chế hợp tác trong SCO, đấy, trong nhóm các nước BRICS. Nga tiếp tục, nghĩa là vẫn muốn, tức là thân thiện với Mỹ, hợp tác với Mỹ, bình thường hóa quan hệ với Mỹ, tức là nước Nga sẽ đưa ra cái đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và thể hiện cái vai trò là người, nghĩa là quyết định cái lối chơi, chứ không còn phụ thuộc hoặc là lệ thuộc hoặc là hòa hoãn với phương Tây. Tôi xin chia sẻ những cái nhận định của phó giáo sư tiến sĩ Đinh Quốc Tuấn về chính sách đối nội và đối ngoại của ông Putin trong nhiệm kỳ tới nếu ông đắc cử. Thì tôi chỉ bổ sung thêm hai ý nhỏ, tức là về đối nội thì cái mục tiêu khái quát, cương lĩnh khái quát mà ông Putin đã đưa ra đấy, tức là tiếp tục cái con đường phát triển mà nước Nga đã lựa chọn trong 18 năm cầm quyền của ông, tức là tiếp tục cái mô hình kinh tế thị trường bình thường xã hội dưới sự quản lý của nhà nước, và sẽ biến nước Nga không còn là một nước chỉ có dựa vào dầu mỏ khí đốt mà sẽ là một cường quốc công nghệ cao. Cái thứ hai là ông sẽ biến nước Nga trở thành một trung tâm tài chính và logistics của toàn thế giới. Đấy là về mặt đối nội. Về đối ngoại thì nước Nga chỉ kêu gọi đối thoại để tìm ra một cái giải pháp để xây dựng một thế giới hòa bình, phát triển ổn định và an ninh. Vâng ạ, đấy là những cái chính sách về đối nội đối ngoại nếu như Tổng thống Vladimir Putin tái đắc cử theo như những gì mà dư luận quốc tế và dư luận Nga dự báo, đúng không ạ? Xin cảm ơn Đại tá Lê Thế Mẫu và Tiến sĩ Đinh Công Tuấn về những phân tích hết sức sâu sắc trong chương trình Hợp sát ngày hôm nay. Thưa quý vị và các đồng chí, khi được hỏi về việc dự tính lựa chọn nhân vật nào cho cương vị Tổng thống trong cuộc bầu cử năm nay thì Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trả lời rằng tôi đã nghĩ về điều này kể từ năm 2000. Tuy nhiên thì rốt cuộc lựa chọn vẫn phụ thuộc vào người dân Nga. Dù cho tôi có thích hay không thích ai chăng nữa thì các ứng cử viên vẫn sẽ phải tranh cử Tổng thống và rốt cuộc thì người dân của Liên bang Nga sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Thời khắc mà người dân Nga đưa ra lựa chọn của mình đang đến và đó sẽ là người đại diện cho ý chí cũng như cho quyết tâm đưa nước Nga ngày càng đoàn kết và khẳng định vị thế của mình trên bản đồ thế giới. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi kết quả trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm nay. Và phần bình luận trong chương trình quan sát ngày hôm nay thì xin được dừng lại tại đây. Ở phần cuối của chương trình, kính mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi một số sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần vừa qua. Quý vị có thể xem lại chương trình tại